Chúng ta sẽ nói đến cái chapter số 15, tức là các cái giác quan. Thì trong cái phần số 1 này chúng ta sẽ nói đến cái olfaction, tức là cái khứu giác, tức là ngửi, và cái test là cái vị giác. Trước nhất là để ta ôn lại, cái này là ôn lại thôi, là cái vùng pharynx, tức là vùng hầu. Vùng hầu thì nó nằm ở phía là cái phần của cái miệng, nó mở miệng ra thì nó nằm phía sau cái miệng. Nó ở chỗ này thì nó có chia ra làm là ba cái vùng hầu: vùng hầu mũi, tức là phía trên trên đây này, vùng hầu miệng và vùng hầu thanh quản là phía dưới đây. Đó là cái vùng hầu. Thì một lát mình sẽ thấy là cái khứu giác nó sẽ nằm ở đâu trong cái vùng hầu này. Thì cái khứu giác olfaction thì nó là cái tín hiệu mà cái mùi đó, tức là những cái chất hóa chất, cái mùi đó nó bay trong không gian đó, mình ngửi phải không? Thành ra cái khứu giác nó liên hệ tới cái mũi. Ngửi vô thì nó sẽ đi đến cái vùng này, là cái vùng olfactory region, cái vùng khứu giác ở phía trên đây. Cái vùng khứu giác này thì nó có cái xương trán ở đây đó. Và cái vùng chỗ này gọi là nasopharynx, tức là cái vùng hầu mũi, hầu mũi dưới là hầu miệng và cái hầu thanh quản. Thì phần trên của cái hầu, cái vùng hầu thì nó gọi là cái hầu mũi. Thì nó có cái bộ phận để mà ngửi như thế này. Bộ phận mà ngửi đó thì nó gồm có cái gì nha? Nó gồm có những cái vùng nó gọi là olfactory epithelium, là cái vùng như thế này, là vùng bộ bì ngửi nha. Bì ngửi thì cái chỗ này mình lấy làm lớn ra thì nó như thế này. Thì có những cái tế bào nó gọi là tế bào thần kinh mà lo về ngửi, cơ olfactory neuron neuron là nó cái màu như thế này, tím tím này, thì nó dài xuống đây. Thì cái thân của nó, cái tế bào này là tế bào lưỡng cực. Tế bào lưỡng cực thì nó có một cực ở đây và một cực ở đây. Hôm trước mình đã học cái tế bào đơn cực rồi, không bây giờ mình học tế bào lưỡng cực. Tế bào lưỡng cực là tế bào khứu giác, tế bào thần kinh khứu giác. Thì nó có một cái cực, đó là nó là cái dây axon. Axon tức là sợi trục, sợi trục nó truyền lên trên não nha, nó truyền ở não, truyền lên trên đây nè, truyền đây. Ở đây có cái bầu bầu thì gọi là cái bầu khứu, olfactory bulb. Olfactory bulb là cái bầu khứu này, nó truyền theo bầu khứu nó vô trong cái não, truyền như thế nào lát mình sẽ nói sau. Giờ thì mình coi ở chỗ cái lỗ mũi là nó xử lý cái mùi như thế nào nha. Mùi nó bay trong không gian thì mình hít vô thì nó sẽ vô trong chỗ này, đúng không? Chỗ này nó có những cái tế bào này ra, thì nó có cái đầu phía này, nó có cái này gọi là dendrite, tức là cái thụ trạng dendrite. Dendrite thì nó có những cái cilia, những cái tim mao thì nó gọi là cái olfactory hair, là những cái lông mà để mà ngửi. Lông khứu giác thì nó từ cái dendrite nó chia ra lông khứu giác. Thì lông khứu ở không cái đầu của lông khứu giác đó là nó phình lên, nó gọi là olfactory vesicle đó. Thì chỗ này nó có chất nhầy, nó có một lớp nó có chất nhầy, thì cái mùi ấy, nó sẽ chạm, nó sẽ bám vào chất nhầy, nó sẽ truyền từ chất nhầy đó, nó truyền cái mùi, nó chạm vào trong cái olfactory vesicle và nó kích thích, nó gây ra những cái điện thế động rồi ha, gây những cái điện thế động ở đây, truyền tín hiệu theo cái thần kinh. Neuron rồi nó đi lên đến trên đây, nó gọi là cái sự axon. Axon rồi nó xuyên qua cái lỗ này, ở đây là cái lỗ sàng, cái lỗ của cái lỗ này nó gọi là cái phiến có lỗ, cribriform plate là phiến có lỗ đó. Thì phiến có lỗ rồi thì nó sẽ tiếp giáp với những cái thần kinh, ví dụ như là tiếp tiếp giáp với cái những tế bào. Ở đây là tế bào ví dụ mitral cell, tế bào hình hình cái mũ, hay là tế bào hình chùm.
Đấy, nó mình chỉ biết ở đây nó tiếp giáp đây là nó dẫn truyền cái theo cái dây thần kinh. Cái dây thần kinh thì ông thầy có đề cập đến những tế bào này. Những tế bào này là chỗ mà cái sợi trục nó tiếp giáp với cái bầu khứu olfactory bulb thì nó cho rồi nó mới nó tạo thành đường dẫn truyền dẫn đi theo cái gọi là olfactory tract, đường khứu giác, theo cái bầu khứu và theo đường khứu giác. Và như vậy ở đây ta có cái neuron thứ nhất á, là neuron ở đây, và cái nhóm neuron này gọi là secondary neuron of olfactory bulb, nhóm nhóm thứ hai. Thì như vậy là cái phần này ta đã nói rồi, mới nói rồi. Thì đang nói thêm là có 600 cái mùi sơ khởi, người ta seven primary order now recognized, but every person can recognize 4,000 different order. Seven có 7 thôi sao? Rồi. Cái này là cái gì? Cái này là mình cũng đã nói rồi. Nói rồi thì đặc biệt ở đây á, có cái điều mình nói thế này, cái mùi nó sẽ tan trong cái chất nhầy nha, những cái chất mà thí dụ như là cái dầu thơm hay gì đó nó tan trong nhầy rồi, thì bằng cơ chế nào đó không hiểu nó gắn với cái receptor rồi nó khử cực cái cilia, cái sợi lông, cái tim mao, tim tim mao, và nó khử cực và tạo ra cái động ở trong cái neuron này. Thì một cái receptor nó có thể đáp ứng với nhiều cái loại mùi. Ví dụ như mà mình ngửi một cái trong không gian thì mình ngửi vô số mùi đúng không, thì vô đây thì nó sẽ đáp ứng làm sao, mỗi mùi nó đáp ứng làm sao, rồi cái mùi nào nó cho ra cái vị nào, cái đó cũng là một cái đặc biệt đó, chứ không phải cái mùi nào vô cũng kích thích cũng cái đường dẫn chuyện như thế này rồi nó cho ra cái xung động lên não, thì vậy thì cái não cũng nhận ra biết cái mùi nào là mùi nào đúng không. Ví dụ như là mùi thơm vô đây tác động cũng sinh ra cái xung động thần kinh chạy lên rồi, cái mùi thúi vô đây cũng đi theo thần kinh đi lên, thì nó có biết là cái gì nó cứ quạt quán này hết, thằng này quạt quán vậy, thì một lát mình coi cơ chế là như thế nào. Thì ở đây nó có cái olfactory epithelium, thì nó chỗ này nó dễ bị tổn thương, nó mình khịt khịt mũi hoài không thì nó sẽ tróc ra được không, thì cái đặc biệt cái chỗ này thì nó có thể nó thay thế olfactory epithelium is replaced as it wear down. Thì epithelium thì nó gồm có cái neuron và những cái tế bào supporting cell màu hồng hồng, hồng nè, thì có basal cell nè, thì chính cái basal cell này nó sẽ sinh sản ra cái neuron khác, neuron khứu giác khác. Đó. Thì ở đây đặc biệt là cái neuron khứu giác này đó thì là cái tế bào thần kinh mà có thể sinh sản mới được. Trong cơ thể ta những tế bào thần kinh thì nó không sinh sản được, chỉ trừ có tế bào thần kinh tại chỗ đây, neuron chỗ đây nó có thể sinh sản được. Đó là một điều ông gọi là new unit unit. Most neuron except olfactory neuron are replaced if they die. Đó. Thì bây giờ mình coi cái cơ chế tác động của cái mùi vô như thế nào nha. Thì cái mùi đó nó gắn vô cái receptor ở đây, là mình thấy là nó vẽ cái hình như thế này, thì mình lấy khoảng chỗ này nè. Chỗ này là cái chỗ mà nó tiếp giáp với cái mũi mà hít vô lên đây tới tế bào thần kinh đúng không? Thì phóng đại lên thì nó như thế này, thì ở đây nó có tế bào mấy cái chỗ chỗ olfactory bulb đó là tế bào, thấy gì không, tế bào thì nó có cái màng tế bào nó có cái receptor, receptor nó gọi là odorant receptor, receptor như mùi, thì cái mùi đây là odorant là cái mùi, thì bình thường là cái mùi như thế này thì Na cộng thì nó nằm bên ngoài như thế này. Ở đây nó có cái hệ thống G protein, nó gồm có cái tiểu đơn vị alpha beta và gamma, alpha beta và gamma. Ở đây nó có cái enzyme nó gọi là adenine class cyclase. Thì ở đây cái channel này nó sẽ hoạt hóa khi mà có cái thằng này tác động vô. Được chưa?
click MB gắn gắn vô AMB vòng đó. Click MB vòng gắn vô thì nó sẽ mở ra đó, cho nên nó gọi là get it ion channel và cái channel nó close. Thì khi mà cái chất nó gắn vô đây, chất cái bùi nó gắn vô đây thì nó sẽ số 2 nè, orange gắn vô cái specific orange, gắn vô cái đúng cái receptor của nó. À như vậy, đúng vô cái receptor nó, ví dụ như là cái mùi dầu thơm của cái hãng nào đó, dầu thơm qua lại chẳng hạn, thì nó sẽ có cái hình thù khác nhau, nó gắn vô cái receptor đúng của nó thì nó mới hoạt hóa được cái này đó. Thì khi nó gắn vậy thì cái này gọi là G protein, là một cái protein thôi, nó nằm ở gần gần đây, nó có ba cái tiểu đơn vị thôi. Thì cái tiểu đơn vị alpha của protein nó sẽ thoát ra và nó gắn với lại cái adenine dislocase, là và sau sau khi gắn vậy thì cái thằng thằng này là adenine dislocase là một cái enzyme, nó sẽ hoạt hóa để nó tạo thành ra cái gọi là cyclic AMP hoặc là AMP vòng. AMP vòng nó sẽ làm mở cái kênh sodium ra, và như vậy khi nó mở ra thì sodium ùa vô trong trong tế bào. Ta nhớ rằng cái điện thế màng cái tế bào đó, màng bên trong thì là điện tích âm, bên ngoài tích dương. Khi mở cái này ra thì thằng này là dương mà, nó thấy bên trong âm là nó hít vô trong thì nó vào bên trong, nó làm cho tạo điện thế động, tức là điện thế động bên trong từ âm nó mở trở thành dương, là đó là điện thế động, và sinh ra cái xung động kinh đó. Đây thì nó cũng nói tương tự như vậy, mình mới vừa nói rồi. Thì ở đây cũng nhắc thêm cái điều là có những người bị chấn thương sọ não, bị đụng đầu, bị đụng như thế nào đó, thì cái này nó chấn động đi, thì chấn động nó đứt cái dây này ha, đứt cái dây thần kinh chỗ này, cái thần kinh này dễ đứt lắm. Vì vậy là từ đó cho nên là người đó mất cái mùi, không có khả năng ngửi mùi, cho nên chấn thương thần kinh nhiều khi làm cho bị đứt cái dây này đó. Thì cái mùi mình nghe một cái mùi á thì mình biết cái mùi đó phải không, nhưng mà mình còn liên hệ cái mùi đó với lại một cái cảm xúc nữa. Chẳng hạn mình nghe mùi dầu thơm chẳng hạn, giận dầu thơm chẳng hạn, thì mình nhớ tới cái gì đó ha, hay là mình nghe cái mùi thức ăn chẳng hạn, thì cái dạ dày mình tiết enzyme ra, tiết axit ra, enzyme chứ không phải enzyme. Thì như vậy là xung động thần kinh nó truyền lên đây đó, thì nó sẽ truyền lên ba cái vùng, nó có ba cái vùng liên hệ đó. Đây là cái bộ khứu nè, đây mình dùng mặt dưới của não nè, nó đi truyền theo cái gọi là giải khứu. Giải khứu thì nó truyền đến ba cái vùng, đây nó truyền truyền ba vùng, thì cũng cái hình đó mà mình nhìn cái mặt khác này, mặt dưới này nha, đây cái lỗ mũi đây phải không đó, thì mặt dưới đây nè, thì nó truyền đến ba cái vùng. Thì mình đặc biệt mình thấy là nó có cái vùng thứ nhất là cái vùng olfactory cortex, là cái vùng vùng này, olfactory cortex là cái vùng này, thì dây thần kinh nó truyền đến đây, nó cho mình biết cái mùi đó, đó là cái mùi dầu thơm qua lại chẳng hạn đó. Rồi nó còn truyền đến cái thần kinh đến cái vùng gọi là median olfactory area. Median olfactory area là ở đây, nó truyền đến đây. Đến đây thì chỗ này nó có liên hệ nối với những cái bộ phận khác của thần kinh, các cái vùng khác của thần kinh, để nó cho biết là nó làm cho mình tiết nước bọt nha, mình thèm ăn chẳng hạn, hay là mình dạ dày mình tiết đây cho chất tiết chẳng hạn, rồi vân vân những cái chất tiết thức dịch vị rồi chẳng hạn tiết ra đó. Thì như vậy thì nó có liên hệ đến cái vùng gọi là cái vùng giữa, tại nó nằm phía trong, còn này nó nằm phía ngoài. Còn có cái vùng giữa rồi gọi là intermediate area, nó nằm ở đây ở đây, thì cái vùng giữa, vùng trung gian, cái này là vùng giữa, là nằm phía trong đó. Vùng nằm phía trong xét về mặt giải phẫu học đó, anatomy đó, thì cái này là bên trong đúng không, cái này là bên ngoài, cái này là trung gian. Trung gian thì nó nhận tín hiệu từ cái hai cái vùng này vô và vùng này vô đó, thì để nó điều hợp hay gì đó mình cũng không biết, tức là nó có sự phối hợp để nó tạo ra cái mùi mình ngửi đó, thì nó sinh ra những cái phản ứng thần kinh khác nhau.
như mình mới vừa nói đó, không là mình đói bụng chứ hạn, hay là làm cho mình nhớ tới một cái cảnh nào đó, cái vùng nào đó, mình đi ngang qua mình nghe cái mùi thơm của cái hoa sữa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình nói tới cái vị giác. Vị giác thì cái bộ phận mà mình tiếp nhận cái vị giác là cái lưỡi. Cái lưỡi thì nó có cái bộ phận kích thích của cái lưỡi, kích thích vị giác là gustatory stimuli. Stimuli là số nhiều của stimulus. Gustatory là vị giác, kích thích vị giác gọi là gustatory stimulus. Thì cái bộ phận kích thích vị giác là cái chòi vị giác, nó gọi là test bud, là cái chòi, cái mầm của cái cây đó, mình gọi là test bud, là cái chòi vị giác. Thì ở trong lưỡi mình, nhìn cái lưỡi đó, thì mình còn thấy có những cái gai lưỡi này, gai gai thế này, thì đó không phải là chòi vị giác đâu. Chòi vị giác giác rất nhỏ. Thì ví dụ đây mình có những cái gai nó dọc dọc cái này đây à, đó. Ở đây mình có cái gọi là cái hạnh nhân à, tonsil hạnh nhân, ở đây là cái tiểu thiệt, để nó bít cái đường thở, khi mình nuốt vô đó thì nó bít đường thở xuống, là mình cho thức ăn xuống chứ nó không chạy vô cái phổi đó. Thì đây là tiểu thiệt à, lưỡi lưỡi nhỏ thì nó nằm phía sau. Thì cái vùng ở đây nó có những cái gai lưỡi, nó gọi là, mình gọi là gai lưỡi, hay là nó gọi là những cái gai thịt à, gai thịt thì gọi là papilla. Papilla thì nếu mà mình bỏ chữ e này là số ít, mình thêm chữ e là số nhiều, đặc biệt ở đây cái từ này số nhiều là có e vô, mà số ít là không có e. Đó, papilla là cái gai thịt, đây là cái gai thịt à, gai thịt này không phải là chỗ vị giác nha. Thì cái gai thịt này nó có hình giống như cái gờ xung quanh giữa, nó có cái lõm à, có cái lõm, cho nên cái nó gọi là cái gờ có lõm giữa, nó gọi là valat. Valat là cái gờ có lõm giữa, papilla là gai thịt mà hình dạng cái gờ có lõm giữa, là nó nằm ở chỗ này. À, rồi ở chỗ này là những cái chỗ này đó, chỗ này thì nó có cái gai gai cái gai thịt mà nó có hình dạng hình filament. Filament là cái sợi à, nhỏ 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 nhỏ, thì nó rất là nhiều à, cái gai này nó gấp, nó tràn ngập trong đây hết đó. Rồi xen kẽ cái gai mà hình sợi đó, có cái gai hình lá, thấy chưa, gai hình lá, gai hình lá, gai 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 hình nấm chứ, mà mặt này nè có gai hình nấm chỗ này nè, còn mặt viền đây đó thì những cái gai hình gọi là gai hình lá. Gai hình lá thì như thế này, còn gai hình nấm thì như thế này. Thì cái gai hình nấm á, fungiform papilla, thì nó nằm xen kẽ, mình thấy những cái gai nhỏ 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 nằm rải rác đây mà mình thấy được đó, là đó là cái gai hình nấm. Rồi ngoài ra thì tất cả còn lại là gai hình sợi. À, còn ven ở đây là cái gai hình hình lá. À, thì giờ ví dụ mình nhìn trong đây, cái quan sát hình lớn là thì thấy là cái gai hình hình nấm nè, to thấy chưa, còn cái gai hình sợi á, filiform á, thì nó nằm như thế này. Thì cái gai hình mà sợi đó thì nó không có cái chòi vị giác. À, không có chòi vị giác. Còn các cái gai kia đó thì nó có chòi vị giác, ví dụ như gai hình lõm ở giữa này nè, à, valat papilla nè, có các cái chòi vị giác chỗ này nè, test bud chỗ này nè, thấy không, đó có dây thần kinh ra chưa. Còn cái gai hình lá nha ha, thì các cái test bud nó nằm chỗ này nè, test bud nè. À, đây còn lại, phần còn lại là cái biểu bì, à, biểu bì. À, đây còn cái gai hình nấm này có các cái chòi vị giác ở đây. À, thì như vậy thì ở kế bên, ở bên đây thì nó có cái chòi vị giác, có cái gai hình lá, và người ta nói đó là cái vị giác của người già đó thì từ từ nó bớt đi, mình nếm nó bớt ngon, bớt bớt có cảm giác đi, là cái vùng ở chỗ này nè, này là vùng mà nó sẽ bị mất đi, khi già nó sẽ mất đi. Rồi ta nói kỹ về cái chòi vị giác. Cái chòi vị giác thì ví dụ đây là một cái gai hình lá. Gai hình lá thì nó có những cái chòi vị giác đây, nó rất nhỏ thế này nha. Nhưng mà phóng lớn ra thì mình thấy là nó như thế này. Như thế này là cái phần này là phần biểu bì đúng không? Phần biểu bì epithelium.
vị. Thì có những cái tế bào mà mình thấy màu vàng như thế này là những tế bào nâng đỡ supporting cells nhé. Rồi thì nó mới bao bao bọc và che chở cho những tế bào màu hồng, nó gọi là những test cell, tế bào vị giác, tế bào vị giác và tế bào vị giác. Thì cái tế bào vị giác nó có cái những cái lông ở trên đầu nó này nè, gọi test cell. Đây là cái tế bào vị giác đây, thì nó có những cái gọi là những cái synaptic vesicle, tức là những hạt mà nó chứa cái chất dẫn truyền thần kinh. Nó nằm trong, nó được bọc bởi cái màng tế bào nhỏ nhỏ thế này đó. Khi mà mình có cái gì mình nếm vô đây thì cái thần kinh này nó sẽ bị hoạt hóa, thì nó sẽ làm cho giải phóng đó. Nó phóng thích ra cái synaptic vesicle này, nó phóng thích ra cái chất dẫn truyền thần kinh. Chất dẫn truyền thần kinh nó mới làm cho hoạt hóa, nó gây sự chấn động ở đây, chỗ này gọi là sensory neuron terminal, và tạo ra luồng thần kinh đó, để gây cảm giác của mình nếm ngọt hay là đắng hay là gì đó. Đó thì cái cấu tạo của cái trời vị giác là như vậy, và nó được thay thế mỗi 10 ngày. Cái dùng những tế bào này là nó được thay thế sau 10 ngày, tại vì cái lưỡi mình á thì mình cứ chạm, mình ăn, mình chạm, mình liếm 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 hoài thì nó phải mòn, hao mòn chứ, thì nó phải được thay thế. Đó. Các loại vị nếm thì mình có cái vị nếm là mùi chua, mặn. Mặn thì là cái mùi mà gọi là crave by human, tức là con người rất ưa cái vị này. Mình ăn mà nó không đủ mặn đó, cái mình thấy không ngon, mình không thích, mình muốn bỏ thêm muối vô, thì đó là cái gọi là crave by human. Cái mùi đắng á, là mùi mà nó thường thường là độc à, nhưng mà có số đắng, ví dụ như là khổ qua chẳng hạn, mình ăn thì đắng thì nó cũng sao. Còn cái mùi ngọt, cái mùi ngọt thì là nó gọi là crave by human, tức là con người thì ưa vị này, mình ăn không đủ ngọt, mình thấy ngon à. Thì nó có cái ở đây nó có cái câu thế này: share lower sensitivity with sweet, tức là sao, tức là chia sẻ cái cảm giác, cái cảm giác thấp nhất với lại cái vị ngọt. Tức là sao, là với lượng một lượng ít á, cái muối á, bỏ dưới lượng rất ít á, thì nó tạo cảm giác cũng giống như cảm giác ngọt thôi. Mình mặc dù mình nếm muối đó, nhưng mà mình nghe ngọt à, mình cảm thấy ngọt. Thì nếu mình lòng lòng ít, còn cái đường nha, mà lượng rất ít á, thì mình cũng cảm giác là giống như muối. Giữa muối và đường mà nếu mà nào mà cảm mà cái nồng độ nó ít á, thì mình cảm giác cũng giống giống nhau, nó gọi là share lower sensitivity đó. Ở đây á, thì ngoài các cái vị này mình có ở đây bốn vị rồi ha, bốn vị gọi là vị này của Nhật, nó nghĩ ra umami. Umami là glutamate, tức là cái ở cái lưỡi mình nó có một cái những cái tế bào vị giác, tế bào thần kinh vị giác nó nằm trong đó, và nó dễ bị kích thích bởi những cái amino acid à, đặc biệt là cái, ví dụ như là bột ngọt nha, là cái amino acid là acid glutamic là có trong bột ngọt à, thì mình ăn thì mà có trong bột ngọt mình thấy ngon à, mình thấy ngon đó, mình ngon là do nó kích thích à, kích thích những cái vùng ở mà nó là cái những tế bào cảm giác đó, nó nhạy cảm với cái là cái mùi mùi đó là umami. Ở đây mình mùi chua, mùi mặn, mùi đắng, mùi ngọt, còn có mùi umami nữa, là cái mùi vị, cái vị mấy cái mùi cái vị của cái vị của cái bột ngọt chẳng hạn, vị của thịt là chẳng hạn, của amino acid chẳng hạn, thì cái lưỡi mình thấy ngon à, cái lưỡi mình thấy ngon. Thì cái vị này là cũng crave by human, tức là mình ăn mà không có cái vị này thì mình không thấy ngon. Thức ăn mà mình mà không có chất thịt được à, súp mà không có thịt rồi thì không thấy ngon. Mình bây giờ muốn ngon thì bỏ cái bột ngọt vô, thì bột ngọt nó sẽ kích thích đó,
thì những cái cảm giác này, cảm giác mà umami này là cảm giác kích thích gây ra bởi sự kích thích của bột ngọt. Nhớ lại cái lưỡi ở đây nó nói là cái texture, tức là cấu trúc của thức ăn, nó ảnh hưởng đến cái mùi vị, cái vị mình nêm nếm. Mình nêm cái vị mà ví dụ mình ăn cái gì mà nó lỏng, nó trơn với lại cái gì nó nhám thế nào thì nó ảnh hưởng cái vị. Rồi cái nhiệt độ nó cũng ảnh hưởng tới cái cảm giác nữa. Ví dụ như mình ăn một cái kem mà nó lạnh quá như này thì nó khác với mình ăn cái kem đó mà cái nó đang chảy ra rồi thì mình nếm lên nó khác đó. Và cái vị giác thì nó thích ứng rất là lẹ, tức là mình sau 1 2 giây là mình bớt cảm giác cái mùi đó rồi, cái vị đó rồi đó. Nhưng mà 5 giây sau thì mình không còn cảm giác cái vị đó được, là 5 phút sau thì không còn cảm giác vị giác nữa. Thì cái hiện tượng nó gọi là adaptation, là nó lờn cái việc. Thì nó có thể nó cái hiện tượng adaptation nó có thể diễn ra là ở tại cái chòi vị giác hay là trong cái thần kinh trung ương. Cái vị giác nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái khứu giác nữa. Khi ta bịt mũi thì ta sẽ bớt cảm giác vị giác, tức là khi ta ví dụ như ta bị cảm cúm mà nghẹt mũi cái ăn không thấy ngon. Mỗi cái vị giác á, một cái vị mùi vị đó thì nó sẽ có một cái ngưỡng, cái ngưỡng kích thích, tức là cái nồng độ của cái muối chẳng hạn nó phải bao nhiêu đó thì mình mới liếm nghe được, biết là muối có muối chẳng hạn. Như ít quá quá cái nồng độ ít, mình đi pha cho nước mà cái nồng ít quá, mình uống cái nước đó mình không cảm thấy mặn mặn à, nó phải đến cái ngưỡng nào đó. Trong đó thì cái vị mà nó nhạy cảm nhất là cái vị đắng à, hầu hết những cái chất alkaloid à, những cái alkaloid, những chất alkaloid, những cái chất thí dụ chất gì là chất alkaloid, trong cây nó có một số các cái chất mà nó đi đắng cái hàng đó thì cái là alkaloid đó, nó có thì nó thường thường là nó độc à, thì nó có vị đắng. Ở đây thì nó nói là action of the major toxin. Toxin tức là cái vị, vị gì, vị mặn, vị của muối, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị umami. Thì mỗi cái vị nó sẽ gây những cái tác động trên cái thần kinh cảm giác, vị giác ở lưỡi nó khác nhau. Ví dụ như cái muối chẳng hạn thì tác động muối vô đó thì nó sẽ sao, nó sẽ xuyên qua cái sodium channel, nó gây ra khử cực và nó làm kích thích cái thần kinh à, cái dây thần kinh, cái tế bào thần kinh, tế bào thần kinh test cell đó nãy mình nói đó. Còn cái vị chua chẳng hạn thì nó sẽ bị kích thích bởi cái dòng pH cộng à, do nó cộng thì cái cơ chế nó tác động như thế nào đó thì nó vẽ đi cũng rõ ràng đó, nhưng mà mình có thời giờ để mình coi à, mình chỉ biết sơ sơ vậy thôi chứ mình cũng cần phải đi sâu quá à, vị ngọt chẳng hạn thì nó sẽ tác động thông qua cái là adenylate cyclase, các G protein này à, nó biến đổi cho ra cái cyclic AMP, thì mùi ngọt, vị ngọt đó, hay là các cái chất ngọt nhân tạo đó thì nó ở tại cái test cell, tế bào cảm giác vị giác, nó tác động bằng cái cơ chế là cái adenylate cyclase. Còn những chất đắng ví dụ kinin, kinin là một cái chất tiết của một cái cây kinin, là dùng để trị, hay dùng để trị sốt rét hồi xưa đó. Đó thì cái kinin này đó, thì nó đắng thì nó sẽ tác động trên cái lưỡi gây ra cảm giác đắng qua cái cơ chế hoạt động là cơ chế phospholipase C. Phospholipase thì ở đây thì nó cũng có G protein hết, alpha, beta, gamma các kiểu nghĩa đó, nhưng mà tác động chỗ đây là cái phospholipase C, thấy chưa? Và nó liên hệ tới inositol triphosphate IB3, inositol triphosphate IB3 đó. Còn cái mùi glutamate hay là mùi umami đó thì nó tác động bằng cái adenylate cyclase.
Đó, cũng Adenine plasticase. Đó là những cơ chế hoạt động của cái tế bào nhận cảm, cảm giác, vị giác, thì nó có những cơ chế hoạt động khác nhau, cho nên nó sẽ cho ra cái, nó kích thích những cái dây thần kinh đặc biệt nào đó, thì để cho ra cái cảm giác phù hợp. À, chứ không phải là cái thần kinh nó dẫn vô thì cái nào cũng một mùi hết thì đâu có được, đúng không? Thì như vậy thì ta hỏi là có những tế bào trên cái chòi vị giác đó, có những tế bào nó đáp ứng với cái đáp ứng với cái mùi khác nhau, à, những tế bào khác nhau, trên tế bào đó nó có những cái receptor khác nhau, thì khi mà cái receptor nó được hoạt hóa thì nó sinh ra điện tế động, thì thí dụ này sinh ra điện tế động cũng giống như điện tế động của con này, cũng giống như điện tế động của con này, cũng giống như điện tế động của này, cũng giống như điện tế động của con này, cho nên nó phải có những tế bào khác nhau, mỗi tế bào khác nhau đó nó sẽ mang cái mùi vị khác nhau, à, cái vị khác nhau, rồi thì trên đó nó có các cái receptor khác nhau và nó sẽ gây ra những cái động khi nào mà có những cái thích ứng tác động lên. Đây là cái đường dẫn truyền cái cảm giác vị giác. Thì ở đây ta nhận xét thấy đó là cái lưỡi nha, thì đây là cái gai lưỡi mà cái hình nó gọi là cái hình G mà có lỗ ở giữa đó, à, cái valet valet papilla đó, thì nó nằm đây. Thì cái vùng phía trước nó đó là được cảm giác mà vị giác đó là được dẫn truyền bởi dây thần kinh số 7, một nhánh của dây thần kinh số 7. Đây là dây số 7 đây. Cái nhánh đó nó gọi là corda timpani, nó gọi là thần nhĩ. Corda tức là dây thần, timpani tức là cái màng nhĩ. À, thì mình dịch là được dẫn truyền bởi nhánh thần nhĩ của dây thần kinh số 7. Đó. Rồi còn cái số 7 như thế này, phần thứ 7 gọi là thần kinh mặt, facial nerves. Rồi cái phần sau, phía sau xíu thì nó được dẫn truyền đây, cái vùng mà sau lưỡi và cái vùng này nữa. À, cái vùng này là cái vùng gì? Vùng này là vùng vùng cái lưỡi gà, uvula, là cái lưỡi gà. Thì cái vùng này khi mình mà há hàm ra mình thấy có gì nó thòi xuống đó, nó là cái lưỡi gà, uvula, là thì nó được nhận cảm, nó với cái thư xung động thần kinh, nó sẽ truyền theo dây thần kinh số 9. Và cái vùng phía dưới đây, vùng epiglottis, tức là vùng tiểu thiệt, cái vùng là mà nó đẩy cái thanh quản lại đó, khi mình nuốt đó, thì những cái vùng phía sau nữa đó thì nó được dẫn truyền bởi cái dây thần kinh là dây thần kinh số 9 và số 10. Số 9 và số 10. Như vậy thì ta thấy là cái vị giác thì tùy theo nào, vùng nào của lưỡi thì nó sẽ có dây thần kinh thích ứng dẫn truyền nó, thần kinh số 7 ở đây, nhánh thần nhĩ của thần kinh thứ 7, và dây thần kinh số 9 và thần kinh số 10. Ở đây nó có dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 5 còn gọi là dây thần kinh tam thoa, vì nó có ba nhánh như thế này, à, mình thấy có ba nhánh này, tri là ba phải không, trigeminal, và nó có nhánh gọi là nhánh lưỡi. À, một nhánh của nó gọi là nhánh lưỡi, thì nhánh lưỡi nó sẽ dẫn truyền đến cái lưỡi luôn, nhưng mà cái nhánh lưỡi này nó chỉ do cảm giác, là nó cảm giác sờ mó thôi, nó đụng chạm thôi, mình liếm vô mình biết nó lơi trơn láng hay không đó, là do thần kinh số 5. Còn biết nó ngọt ngọt hay là đắng hay là bùi chua gì đó là do thần kinh số 7. Ở đây thì cũng là nói lại những cái ý hồi nãy thôi đó. Thì có cái dây thần kinh, à, đặc biệt nhớ là cái tín hiệu thần kinh đi đi đến hành tủy nha, sau khi mình nếm ở lưỡi số theo các cái dây thần kinh số 7, số 9, số 10 thì dây thần kinh đi đến hành tủy. Hành tủy là medulla oblongata đó, à, lát coi lại con trong cái hình, con coi lại cái trong cái tờ giấy đó, coi lại cái hình phía trước đó, thì mình thấy nó dẫn đi đến hành tủy, rồi nó đi qua cái nhân đơn độc solita, solitaire là cái đơn độc, thì cái nhân rồi nhân đơn độc, rồi nó lên vùng dưới đồi, rồi nó đến vỏ não. Thì đây sẵn nói là thường thường cảm giác,
các cảm giác, ví dụ trước mình nói cảm giác xúc giác ở da rồi thì nó đều dẫn truyền đến cái vùng dưới đồi đó, thalamus, rồi đến vỏ não, để vỏ não biết cái cảm giác đó. Thì cái cảm giác xúc giác, cảm giác ở về tay chân rồi đó, trước mình nói đó là nó đến vùng dưới đồi, thì cái cảm giác lưỡi này cũng đến vùng dưới đồi. Riêng cái cảm giác khứu giác, tức là ngửi đó, thì nó không đến vùng dưới đồi nha. Nó không đi, tại vì mình thấy nó cũng không đáng nó đến vùng dưới đồi. Sao cái đường đi của nó đó, nó từ cái lỗ mũi nó chạy qua thì tới liền cái vùng vỏ não nó liền, nó đâu có chạy sử dụng cái đồ tiếp vận chi đó. Như vậy là mình ta sẽ chấm dứt cái phần thứ nhất ở đây.